Thần Shiva là một trong các vị thần chính của Hindu giáo. Bộ tam thần Trimurti, Shiva trong tiếng Sanskrit có nghĩa là điềm lành và là một trong những thuộc tính của Trimurti. Thần Shiva hủy diệt tất cả và không ngưng nghỉ. Đây có thể coi là một sự hủy diệt gây phản tỉnh nơi tâm thức con người. Đó là sự hủy diệt cần thiết vì có những sự phá hoại cần thiết mang ý nghĩa sáng tạo chân chính. Hơn cả, Rama hầu như chỉ mang lại cho con người ý thức khái quát về sự phồn thực và dị biệt của thế giới, và kẻ sáng tạo chân chính bao giờ cũng là người bảo dưỡng tuyệt vời. Điều này có thể thấy ở cử chỉ của thần khi đưa hai bàn tay hướng lấy nọc độc của rắn thần Vasuki rồi nuốt đi, giải thoát cho thế gian khỏi thảm họa diệt vong. Hành động Shiva chịu xóa tóc cho dòng sông Hằng chảy xuôi được êm ả, nhẹ nhàng tránh cho mặt đất chuyển rung và sụp đổ. Truyền thuyết về thần kể rằng, một hôm thần Rama trông thấy thần Vishnu đang nằm trên một chiếc lá sen trên mặt nước nguyên thủy. Rama hỏi danh tính, Vishnu xưng danh và kêu Rama bằng con. Rama tức giận và tuyên bố chính mình mới là đấng sáng tạo và hủy diệt vũ trụ. Vishnu bác bỏ lời của Rama, cương quyết cho mình mới là đấng sáng tạo, bảo tồn và hủy diệt vũ trụ. Hai bên đang cãi cọ tranh giành ngôi thứ thì bỗng hiện ra một cục lửa cao ngất tưởng chừng như không có khởi nguyên. Hai thần bèn ngừng cuộc tranh luận và đồng ý chia nhau đi tìm đầu và cuối của cột lửa. Vishnu đi xuống dưới gốc và Rama đi lên phía ngọn. Sau một thời gian thám hiểm rất lâu, cả hai đều không đạt được mục đích và phải trở về nơi gặp gỡ ban đầu. Vừa khi đó, trong không gian bỗng vang lên âm thanh linh thiêng của tiếng Amun và Shiva xuất hiện giữa cột lửa, khiến cả Rama và Vishnu được cảm thấy hân hoan. Khi ấy Shiva bèn nói cho hai thần biết rằng không có ai hơn ai kém, và ba ngôi tối linh Rama, Vishnu, Shiva chỉ là ba tác dụng khác nhau của cùng một bản thể. Thần Shiva có nước da trắng thể hiện bản chất thuần túy của tất cả màu sắc. Thần có ba mắt tượng trưng cho mặt trời, mặt trăng và ngọn lửa thế gian, có thể nhìn thấu quá khứ, hiện tại và tương lai. Mái tóc rối của Shiva tượng trưng cho thần gió, mái tóc đó cũng tượng trưng cho sức mạnh vì sông Ganga linh thiêng khi nhận lời cầu xin của một đạo sĩ thấu thị xuống trần. Shiva đã xõa tóc cho dòng nước xuôi theo và đổ xuống nhẹ nhàng, nếu không thì thế gian đã rung chuyển và sụp đổ tan thành ở hình dạng khác. Nếu sáng tạo là thiêng liêng thì hủy diệt cũng phải là một phương diện thiêng liêng khác. Shiva bán nam bán nữ, tự phân làm chết và sống, một nguyên lý âm, một nguyên lý dương. Các phẩm chất và thuộc tính mâu thuẫn được thấy trong vị thần này đều biểu trưng cho một vị thần, mà ở trong thần mọi thứ đối kháng đều được hòa giải. Đến cả cái tên của thần vốn có nghĩa là điềm lành cũng nhằm mục đích hòa giải và làm dịu đi khía cạnh hắc ám trong tính cách đã khiến ông phải mang tên kẻ hủy diệt. Shiva có thể là vị thần tử tế và che chở, nhưng cũng là vị thần đáng sợ có mặt ở các chiến trường và giàn hỏa táng. Là thần sáng tạo, Shiva cũng là một vị thần thời gian, do đó là vị thần hủy diệt. Shiva là vị thần của sự phì nhiêu, sinh sản, nhưng ông cũng là một tu sĩ khổ hạnh đã chế ngự được các dục vọng của mình để sống trên ngọn Kailasa của dãy Himalaya, đắm chìm trong thiền định để duy trì sự tồn tại của thế giới. Mặc dù Shiva đem lại chết chóc, nhưng thần này cũng chinh phục cái chết cùng bệnh tật và được cầu khấn mỗi khi chữa bệnh dưới dạng Nataraya. Shiva là vua vũ điệu và thường được miêu tả trong điệu bộ này. Ngài nhảy múa để sáng tạo ra thế giới, nhưng mỗi khi ông mỏi mệt rơi vào bất động thì vũ trụ lại trở nên hỗn loạn. Do đó, theo sau giai đoạn sáng tạo là sự hủy diệt. Mọi tích truyện thần thoại về Shiva dưới dạng Nataraya liên quan đến 10.000 Rishi hay nhà tiên tri. Shiva đến thăm các Rishi chỉ nguyền rủa Rishi, và khi nguyền rủa không hiệu quả, họ bèn thả ra một con cọp dữ để xé xác Shiva. Vị thần vĩ đại dễ dàng dùng móng tay lột lấy tấm da con cọp và tràn lên cổ mình làm tấm khăn choàng. Các Rishi lại là một con rắn độc tấn công Shiva, và vị thần này chỉ đeo nó lên cổ mình như một vòng hoa. Cuối cùng, họ cho một gã lùng hung tợn vác gậy tay ra tấn công vị thần. Shiva đáp lại bằng cách đặt chân lên gã lùng và nhảy múa. Các Rishi sững sờ đứng nhìn vũ điệu tuyệt vời, cả các khung trời cũng mở ra để cho chư thần có thể nhìn thấy vũ điệu lạ lùng. Cuối cùng, các Rishi không thể cưỡng lại nổi trước thần Shiva đang nhảy múa, và họ cùng phủ phục dưới chân ngài. Vật bầu trời chính của thần Shiva là Lingam, một khối đá có hình bộ phận sinh dục nam. Đây được xem là biểu tượng đặc trưng cho bộ sinh thực khí. Một chuyện thần thoại kể khác rằng thần Shiva đến thăm một rừng thông, tại đó có một số hiền nhân đang tu thiền. Các hiền nhân này không nhận ra Shiva và tưởng đây là một anh chàng đến ve vãn vợ mình, nên họ làm cho dương vật của Shiva mất đi. Tức thời, thế giới chìm trong tăm tối và các hiền nhân cũng không còn nam tính nữa. Cuối cùng, họ phải cúng lễ vật cho thần Shiva và thế giới trở lại bình thường. Như vậy, Shiva xuất hiện đầu tiên chỉ là một cục lửa hình dương vật giao giữa trời và đất. Shiva được thể hiện với bốn cánh tay và một con mắt thứ ba, con mắt nội quán ở giữa trán. Ông thường đeo một con rắn trên cổ làm chiếc vòng
một con ngựa ở ngang hông và nhiều con quấn quanh cánh tay. Ông cũng có khi được mô tả mình lắm để tượng trưng cho sự tu hành khổ hạnh. Cổ họng của ông có tên là Nilakantha hay cổ họng xanh, do vai trò quan trọng của ông trong việc khuấy đảo đại dương. Theo một chuyện kể dân gian, trong cuộc khuấy đảo này, các vị thần đã dùng con rắn lớn là Vasuki làm sợi dây thừng xoay tròn ngọn núi Mandara và khuấy đảo đại dương vũ trụ để tạo ra nước cam lộ, thứ thuốc trường sinh bất tử. Tuy nhiên, con rắn quá mệt mỏi cuối cùng đã phun độc ra, đe dọa giết diệt cả muôn loài. Shiva bèn đến tiếp cứu. Ông dùng miệng hút hết nọc độc của con rắn, cho nên cổ họng ông bị thâm tím. Shiva là cha của vị thần đầu voi Ganesha và vị chiến thần Kartikeya. Vật cưỡi của ông là con bò mộng Nandi. Vợ ông Shakti, năng lượng nữ của ông có tên là Parvati trong hình thái dịu dàng. Truyền thuyết về con mắt thứ ba của thần được kể lại là một trò đùa nghịch ngợm của Parvati. Trong lúc Shiva đang tham thiền trên ngọn Kailasa, Parvati rón rén đến đằng sau ông, đưa tay bịt mắt ông lại. Tức thì mặt trời mất sáng và mọi sinh vật đều run rẩy sợ hãi. Đột nhiên con mắt thứ ba nóng chảy hiện ra trên trán Shiva, xua tan bóng tối. Lửa từ con mắt ấy vọt ra chiếu sáng chói chang toàn cõi Himalaya. Parvati bàng hoàng sửng sốt. Sau đó, Shiva tội nghiệp cho sự đau khổ của nàng nên đã phục hồi lại vẻ đẹp của các ngọn núi như cũ. Thần được thể hiện trong trạng thái thiền định sâu hoặc đang múa điệu Tandava trên Maya. Phổ biến hơn cả là Shiva đang múa điệu múa Tandava, biểu hiện sự vận hành của vũ trụ với bốn tay: tay trống, tay cầm lửa, tay chỉa lên trời, tay xuống đất. Thân dẫm chân lên người lùn, Shiva hiện thân là đấng toàn năng Isvara, gieo rắc chiến tranh, bão tố và phá hủy, đồng thời mang tới cho trần gian may mắn, hạnh phúc và hoan lạc.